Audio trọn bộ truyện ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập số 258 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rè tác giả không say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây, xin ký mời quý vị cùng đến với tập số 258 của Thần Y ở rẻ, xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Phan Lâm mang theo Trương Thất Dạ đến buổi tụ họp của hiệp hội thương mại. Lúc này, Trương Thất Dạ nói khẽ: "Lâm Thần Y, có vấn đề? Có chuyện gì vậy?" Phan Lâm quay đầu lại, "Anh không phát hiện ra sao? Có phải bảo vệ ở buổi tiệc của liên minh thương mại quá nhiều rồi không?" đi đến đâu cũng thấy người của bọn họ. Chỗ này cũng là chi nhánh của liên minh thương mại. Theo lý mà nói, không cần thiết phải cho nhiều người đến thế để canh giữ chứ. Trương thất giả hạ giọng nói, những người này đủ để phong tỏa toàn bộ buổi tiệc đó. Phong tỏa sao? Phan Lâm đột nhiên căng thẳng. Tất nhiên là Phan Lâm hiểu ý của Trương thất giả. Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ càng, anh bình tĩnh trở lại. Không thể nào, chắc chắn không thể đâu bọn họ phong tỏa chúng ta ở đây để làm gì chứ nơi này vốn là chỗ của liên minh thương mại của bọn họ bọn họ không thể ra tay với khách mời như chúng ta được đâu duy chỉ có một khả năng đó chính là bọn họ đang đề phòng gì đó phan lâm nói bằng chất giọng khàn khàn đề phòng sao trương thất dạ nghĩ đến đây rồi sốt sắng gật đầu quả thực là có khả năng này nhưng mà bọn họ đang đề phòng ai vậy ai lại có thể uy hiếp được liên minh thương mại chứ? Trung Hoa dân quốc, thần long, ngọa hồ tàng long, kẻ mạnh nhiều như mây, ai cũng không biết được những kẻ ẩn thế rốt cuộc có sức mạnh lớn đến mức nào. Nói tóm lại, chúng ta nên chú ý thì hơn. Phan Lâm nói xong bèn đi tới ngồi xuống cạnh một cái bàn, gọi một ít thức ăn và chậm rãi nếm thử. Trương thất giả khá là cảnh giác trốn tránh bao nhiêu năm khiến cho anh ta cảnh giác ngay cả khi đang ngủ. Có phải Lâm Thần Y nổi tiếng không? Lúc này, một giọng phụ nữ duyên dáng mang theo sự quyến rũ đột ngột vang lên. Phan Lâm khẽ đào mắt thì thấy một cô gái xinh đẹp với dáng người thướt tha, mắt sắc môi đỏ đang mỉm cười đứng cạnh Phan Lâm. Đôi mắt sáng long lành, tựa hồ có thể hút hồn người đối diện. Rất nhiều ánh mắt tại buổi tiệc đều đổ dồn vào cô gái này, nhưng rõ ràng cô ta chỉ chú ý đến một mình Phan Lâm. Thưa cô, chúng ta quen nhau sao? Phan Lâm thản nhiên uống một ngụm rượu vang hỏi. Trước đây không quen nhau, không sao, bây giờ làm quen là được chứ gì? Cô gái cười quyến rũ, đưa bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn ra nói. Xin sì được làm quen với Lâm Thần Y, tôi tên là Thái Mạn Yên, là một người hâm mộ của anh đó. Người hâm mộ sao? Phan Lâm nhìn người phụ nữ từ trên xuống dưới, anh ta nhận ra cô ta không chỉ ăn mặc quyến rũ và xinh đẹp mà đến quần áo và trang sức trên người cũng đều là hàng hiệu. Mỗi một món đồ đều vô cùng đắt giá. Xem ra, lai lịch của người này không hề đơn giản. Xin chào cô Yên. Phan Lâm nhẹ nhàng gật đầu. Xin chào Lâm Thần Y. Ôi, tôi có thể hỏi anh một câu hỏi có được không? Thái Mạn Yên nhếch khóe miệng, tạo thành một nụ cười duyên hỏi. Xin mời cô. Uhm, anh có bạn gái chưa? Thái Mạn Yên cười tùm tìm hỏi. Câu hỏi này khiến cho Phan Lâm có phần bất ngờ. Cô Yên, cô hỏi chuyện này để làm gì? <laughs> Nếu như anh không có, vậy thì tôi có thể làm bạn gái của anh không? Cô Yên, cô đùa như vậy không vui đâu. Phan Lâm lắc đầu. Tôi không có nói đùa đâu. Ồ, tôi nhớ ra rồi. Hình như anh cũng có người mình thích. "Có phải là cô gái đó tên là Lý Ái Vân không?" Thái Mạn Yên chống tằm cười nói, "Tôi lên mạng có nhìn thấy ảnh của cô ấy, Chả xinh đẹp gì cả, hơn nữa hình như cô ta cũng có chồng rồi." Lâm Thần đi à, cần gì phải vọng tưởng đến vợ của người khác chứ, không phải ở đây còn có người tốt hơn sao?" Phan Lâm lắc đầu, không muốn nói chuyện với Thái Mạn Yên nữa, e là người phụ nữ này đến để chọc tức anh thế là không đợi cô gái đó nói tiếp bên cạnh vang lên một giọng nói mạn yên em có một địa vị cao quý như vườn hoàng sánh ngang với bạc vàng sao lại phải hạ thấp bản thân mình thích cái thứ chó mèo này như thế chứ mọi người nghe vậy thì đều nhìn sang nhìn thấy vài người mặc quần áo sang trọng người đang nói chuyện chính là một cậu ấm đi đầu anh ta ngẩng cao đầu người ưỡn thẳng ăn vận sang trọng mặc một bộ vest được viền bằng lụa vàng mười ngón tay đều đeo nhẫn trên nhẫn đính đá quý kim cương sáng lấp lánh nhưng đeo nhiều nhẫn như vậy lại không thể hiện được khí chất giàu có của anh ta ngược lại làm cho người khác cảm thấy một sự cao quý khó giải thích bằng lời tên khốn kia anh đang nói cái gì vậy trương thất dạ rất tức giận bật dậy nhìn chằm chằm vào người đó anh ta bật dậy nhưng người phía sau người đàn ông kia ngay lập tức bước lên phía trước nhìn chằm chằm vào trương thất dạ Ai nấy đều mang dáng vẻ hung hăng, như thể sẽ ra tay ngay vậy. Đường Đường là một ác quỷ, sao có thể sợ đám người này chứ? Anh ta bèn vận khí công đánh qua bên đó, nhưng vào lúc ngàn cân treo sợi tóc, Phan Lâm đột nhiên vươn tay ra ấn vai của Trương Thất Dạ ngồi xuống. Thất Dạ, anh không cần phải tức giận, tức giận với đám người vô vị này chính là đang lãng phí thời gian của chúng ta, cũng sẽ làm mất nhã hứng của chúng ta. Phan Lâm cười nói, Trương thất giả do dự một chút rồi liếc nhìn Phan Lâm. Nhìn Phan Lâm nháy mắt bèn hiểu ra. Phan Lâm không muốn anh ta dùng khí lực tránh lộ thân phận. Xét cho cùng, thứ mà Trương thất giả đang luyện tập là khí công âm pháp. Một loại công pháp của ma đạo rất dễ bị người khác nhận ra. Nếu để cho người khác biết anh ta là người của ma đạo, nhất định hành tung sẽ bị bại lộ, đến lúc đó thật sự gặp rắc rối rồi. Dù rất khó chịu, nhưng trương thất dạ chỉ có thể chịu đựng nhưng phía nhóm người đàn ông kia lại bị chọc giận rồi những kẻ vô vị sao sao vậy tên lâm thần y kia anh xem thường ai vậy hả người đàn ông kia nheo mắt vẫn giữ nụ cười trên mặt hỏi anh là ai mà tôi phải xem trọng anh mới được chứ phan lâm uống một hớp rượu bình tĩnh hỏi lại người đàn ông kia không tức giận ngược lại cười đáp tên lâm thần y kia đừng có tưởng mình có chút thành tựu nổi danh khắp trốn thì cho là mình tài giỏi lắm tôi nói cho anh biết hôm nay những người có thể đến đây tham gia bữa tiệc này đều là những người tài giỏi và giàu có chút thành tựu mà anh đã đạt được ở ngoài kia vốn không là gì trong mắt bọn họ hết nếu như tôi muốn giết chết anh thì anh có tin là anh không còn không biết mình chết như thế nào không hả đúng là hống hách nhưng những người xung quanh lại không một ai dám đứng ra phản bác kiều tín mạnh anh gan lớn thật đấy đến người của tôi anh cũng dám uy hiếp sao có phải anh không xem tôi ra gì không hả thái mạn yên đột nhiên lên tiếng giọng nói rất lạnh lùng mạn yên để em chê cười rồi sao anh lại không xem em ra gì được chứ không phải anh đang quan tâm em sao người này ngoài vẻ ngoài ra thì chỉ là một tên vô tích sự em đừng bị anh ta lừa người đàn ông kiều tín mạnh nhún nhún tai nói Vô tích sự sao? Đó không phải là đang nói anh sao? Anh nói xem, ngoại trừ dựa vào sức mạnh gia tộc để tác oai tác quái ra, anh còn có bản lĩnh gì nữa chứ? Nếu không có nhà họ Kiều chống lưng thì anh còn không bằng một ngón tay của Lâm Thần Y nữa kìa." Thái Mạn Yên khinh thường nói. Không ngờ sau khi cô nói dứt lời, Kiều Tín Mạnh lại bật cười. "Mạn Yên, em nói ra những lời này chứng tỏ em không hiểu anh rồi." tên lâm thần y này là cái thá gì mà anh lại không sánh bằng anh ta chứ thái mạn yên nghe vậy thì cau mày đáp kiều tín mạnh anh ở đây nói khoác cái gì chứ anh có gì để so với lâm thần y chứ anh biết chữa bệnh sao cho dù anh biết đi chăng nữa thì tay nghề của anh hẳn là cũng không được như lâm thần y đây đâu anh ấy là thần y tài ban nổi tiếng toàn thế giới anh thì là cái thá gì chứ anh sao anh là tổ tiên của tên lâm thần y tài ban nổi tiếng toàn thế giới đó đó kiều tín mạnh cười lạnh và chỉ vào phan lâm món y thuật mèo cào của anh ta mà cũng đáng nhắc tới sao là do kiều tín mạnh tôi chưa ra tay thôi một khi tôi đã ra tay rồi thì cái danh lâm thần y tài ba của anh ta chẳng khác nào cái thứ tầm thường sao anh ta vừa nói dứt lời mọi người xung quanh đều vô cùng bất ngờ ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào người của kiều tín mạnh thái mạn yên cũng cả kinh tất nhiên người ngạc nhiên nhất vẫn là phan lâm bởi vì anh chắc chắn rằng tên kiều tín mạnh này vốn không hề biết chữa bệnh trên người của các vị bác sĩ nổi tiếng luôn có một mùi vị tất nhiên không phải là mùi gì khác mà là mùi thuốc từ xưa đến nay tất cả những thầy thuốc nổi tiếng từ khắp nơi trong lịch sử có ai lại không vùi thời gian cả ngày vào dược liệu kim châm hay lò bếp nấu thuốc đâu phan lâm cũng vậy vì vậy trên người anh lúc nào cũng có một mùi hương đó chính là mùi thuốc thoang thoảng Ngược lại, tên kiều tín mạnh này lại không có mùi hương gì cả. Không chỉ có như vậy, mười ngón tay của anh ta cũng không có vết hẳn do kim bạc để lại. Hẳn là chưa từng dùng kim châm bao giờ. Một người không động vào thuốc, không cầm kim châm, lại tự xưng là thầy thuốc giỏi nhất trên đời, còn muốn làm tổ tiên của anh. Phan Lâm không tin, nhưng đối phương thề thốt như vậy, ngược lại khiến anh có chút nghi ngờ. Sao? Cậu chủ mạnh, từ khi nào mà cậu học y rồi? Hoa An nghe vậy thì đi đến cầm ly rượu cười hỏi. Sao chứ? Tôi không thể học y sao? Hôm trước mới vừa học. Không phải là được rồi sao? Kiều Tín Mạnh ẩm ư ừ đáp lại. Hả? Cậu chủ mạnh thật là có lòng hiếu học đấy. Đây là chuyện ai ai cũng biết. Hoa An cười nói, liếc nhìn Văn Lâm rồi đột nhiên nói tiếp. Nhưng chẳng lẽ ý của cậu chủ mạnh là muốn cùng so tài chữa bệnh với Lâm Thần Y sao? lời vừa nói dứt tức thì thu hút sự chú ý của mọi người so tài chữa bệnh sao được thôi người ta đều nói lâm thần y có tài chữa bệnh không ai sánh bằng vô cùng thần kỳ có tay phục dược hôm nay có dịp được mở rộng tầm mắt rồi thật là đáng trông đợi khách khứa cười nói tấp nập tất nhiên kiều tín mạnh cũng không nhượng bộ cười nói thi đấu chữa bệnh sao không có vấn đề gì hết tên lâm thần y kia đến đây hôm nay tôi đây sẽ cho anh biết được cái gì mới gọi là chữa bệnh thật sự thái mạn yên cau mày nói với phan lâm lâm thần y anh đừng thi đấu với anh ta theo như tôi được biết anh ta vốn không biết gì về chữa bệnh cả nhưng anh ta dám chắc chắn như vậy chắc chắn là có âm mưu gì rồi tên kiều tín mạnh này có lai lịch như thế nào chứ phan lâm hỏi anh ta sao tất nhiên là người nhà họ kiều còn về nhà họ kiều ở đâu thì tôi không tiện nói nhưng mà tôi có thể nói cho anh biết gia tộc của kiều tín mạnh có thể xem là gia tộc giàu có có nhiều bảo vật nghe nói nhà bọn họ có đủ mọi loại bảo vật cả những loại quý hiếm kỳ lạ như thế nào cũng có nói không chừng tên kiều tín mạnh này tính lấy cái gì đó để chơi anh anh phải cẩn thận đó thái mạn yên nói khẽ phan lâm khẽ gật đầu nhưng lại nhìn thật sâu vào mắt của thái mạn yên Cô ta không nói nhà họ Kiều ở đâu, không còn gì nghi ngờ nữa, nhà họ Thái của cô ta và nhà họ Kiều ở cùng một nơi. Còn về đó là nơi nào thì chắc là nơi không thể nói với người ngoài được. Chẳng lẽ nước Trung Hoa vẫn còn có nơi ở bí mật sao? <laughs> Xem mọi người phấn khởi chưa kìa, Hoa An mỉm cười nói với Văn Lâm. Lâm Thần Y hiếm thấy mọi người trông đợi như vậy, không bằng như vậy đi, anh với cậu Mạnh chơi với nhau một chút, cũng để cho mọi người được mở rộng tầm mắt, anh thấy như thế nào? Tôi từ chối. Phan Lâm không chút do dự thốt ra ba chữ, mọi người đều sừng sốt, ngay cả Thái Mạn Yên cũng không khỏi bất ngờ mặc dù cô ta thuyết phục phan lâm đừng nên ra tay nhưng cô ta cho rằng phan lâm làm thế nào thì cũng sẽ khéo léo từ chối thậm chí còn có thể chấp nhận lời thách đấu nhưng ai có thể ngờ rằng phan lâm lại từ chối một cách dứt khoát như vậy lâm thần y chuyện này quản lý an mọi người thật xin lỗi kẻ hèn này tới đây để tham gia buổi tiệc chứ không phải là tranh đấu giành thắng lợi với người khác hơn nữa tôi học y là để cứu người trì thương trình độ ai cao ai thấp tôi vốn không quan tâm đến cho nên mọi người hãy giải tán cả đi phan lâm lãnh đạm nói cũng không để ý đến ánh mắt của những người xung quanh tiếp tục uống rượu và thưởng thức thức ăn thấy vậy mọi người đều cảm thấy vô cùng thất vọng sâu trong đôi mắt của thái mạn yên cũng thoáng xuất hiện một chút thất vọng thực ra cô ta cũng khá là trông đợi phan lâm sẽ trực tiếp chấp nhận lời thách đấu rồi dùng tuyệt chiêu y thuật của anh ta để dạy cho kiều tín mạnh một bài học nhưng giờ xem ra đó chỉ là tưởng tượng của cô ây dô lâm thần đi sợ rồi cũng hết cách ai bảo cậu chủ mạnh khí thế hừng hực như vậy anh ta không biết rõ thân thế của cậu chủ mạnh chắc chắn là sợ rồi uổng công tôi trông đợi hóa ra chỉ là một tên nhát gan bị người ta đạp trên đầu cũng không dám phản kháng đúng là tức cười khách khứa đều lắc đầu rời đi ai nấy đều cười nhạo và bêu xấu anh sau đó nhìn vào mắt phan lâm mọi người lại càng cảm thấy kinh thường anh hơn đồ chết nhát kiều tín mạnh cười lạnh nói với thái mạn yên mạn yên loại người vô dụng lại còn nhát như thỏ đế này em còn bám theo anh ta để làm gì đi thôi chúng ta sang bên này ngồi uống một ly với nhau nào Quản lý An đã sắp xếp pháo hoa, chúng ta cùng nhau xem đi. Xin lỗi, tôi không có hứng thú. Tôi thấy hơi mệt, xin đừng quấy dày tôi. Thái Mạn Yên lắc đầu đáp lại, phớt lờ Kiều Tín Mạnh rồi bỏ đi một mình. Mạn Yên, Kiều Tín Mạnh nhanh chóng đuổi theo. Mọi người cũng tàn ra, cuối cùng thì cũng được yên tĩnh rồi. Phan Lâm gằn giọng nói, nhìn anh có vẻ vẫn ổn, chuyện đến nước này anh vẫn có thể nhịn sao? Trường thất giả vén nửa chiếc mặt nạ lên uống một hớp rượu. Tôi đến nơi này chẳng qua chỉ muốn tận hưởng sự yên bình. Chuyện gì có thể nhịn được thì cứ cố nhịn cho qua đi. Hơn nữa, những người như thế này tôi hay gặp phải lắm. Nếu ai cũng phải đấu chẳng phải sẽ mệt chết hay sao? Phan Lâm cười nói. Tôi không giống anh. Thứ tôi tu luyện là võ thuật của ma đạo. Chỉ làm theo ý muốn của chính mình thôi. Ai gây sự với tôi, khiến tôi không thoải mái, tôi sẽ giết chết người đó ngay nếu mà nhịn thì rất dễ bị tậu hỏa mà trương thất dạ trầm giọng nói thật là thú vị phan lâm cười nhưng ngay lúc này một tiếng hét vang lên phá vỡ bầu không khí êm dịu của buổi tiệc tất cả các khách mời đồng loạt nhìn vào nơi âm thanh phát ra nhưng chỉ thấy một ông già tóc bạc trắng dáng người ọp ẹp đột ngột ngã xuống đất co giật điên cuồng người xung quanh bị dọa cho một phen cô gái bên cạnh lập tức hét lên Dịch Minh Thiên, là ông Dịch Minh Thiên, khách khứa vây quanh, ông Dịch bị làm sao vậy? Còn cần phải hỏi sao? Ông ấy chắc chắn là bị bệnh rồi. Bác sĩ, đi gọi bác sĩ." Mọi người hét lên, những người từ Hoa An và Liên Minh thương mại cũng chạy tới. Một người trong số họ liếc mắt nhìn Dịch Minh Thiên, lập tức nói, "Bệnh cũ của ông lão lại tái phát rồi, phải nhanh chóng xử lý, nếu không tính mạng sẽ gặp nguy hiểm." Lâm Thần Y Hoa An không chút do dự, đột nhiên nhìn lại, liền nghĩ đến Phan Lâm đang ngồi ở chỗ này uống rượu. Tuy nhiên, trước khi Phan Lâm kịp nói, Kiều Tín Mạnh đã đứng dậy đi từ trong đám đông ra. Cha cha cha, quản lý An, anh làm sao vậy? Có bác sĩ giỏi như tôi đang ở đây, không mời. Lại đi mời cái tên nhát cây ở đằng kia đi sao? Ồ, người đó cũng xứng được gọi là thần y sao? Đừng có chọc cười tôi chứ. Không sợ, anh ta chữa cho chết người luôn hay sao? Kiều Tín Mạnh cười nói. Hoa An cau mày và do dự một lúc rồi nói. Nếu ông Kiều có thể được chữa khỏi, thì còn gì bằng? Xin ông Kiều hãy ra tay chữa trị cho dịch minh thiên càng sớm càng tốt. Chữa sao? Nói thì dễ. Những cái gọi là một núi không thể có hai hồ. Trong sành tiệc này, tôi không muốn những người mua danh trục lợi. Thật giả lẫn lộn làm chướng mắt của tôi quản lý an anh biết phải làm gì mà đúng chứ kiều tín mạnh nhau mắt nói ngay khi những lời này nói ra sắc mặt của hoa an và các thành viên khác của liên minh thương mại trở nên gượng gạo kiều tín mạnh đang cố gắng buộc hoa an và những người khác phải đuổi phan lâm mặc dù liên minh thương mại hùng mạnh và không sợ làm mất lòng bất kỳ ai nhưng lại đi đuổi khách của mình mời ở giữa thanh thiên bạch nhật đây không chỉ là tát vào mặt của phan lâm mà còn là tát vào mặt của liên minh thương mại. Cầu chủ, những người đi theo sau Kiều Tín Mạnh vội vàng xì xào, dường như muốn thuyết phục, nhưng Kiều Tín Mạnh phớt lờ bọn họ và nghiêm nghị nói. Tôi tham dự bữa tiệc nhàm chán này chỉ để giành được Thái Mạn Yên. Bây giờ cái tên họ Phan này đang cản đường tôi, tôi đương nhiên là phải xử lý anh ta. Nghe này, sau này người của Liên minh Thương mại đuổi tên họ Phan này ra ngoài. Cậu lập tức sắp xếp người đến phế cái tên họ Phan này cho tôi biết không cái này vâng cầu chủ nhìn thấy kiều tín mạnh đã hạ quyết tâm những người phía sau chỉ có thể thở dài và ngừng thuyết phục anh ta cậu kiều lâm thần y là khách của tôi cái này có phải là không nên không hoa an do dự rồi nói quyền quyết định nằm ở trong tay của anh nếu anh muốn cứu ông dịch thì cứ làm theo những gì tôi đã nói nếu anh không muốn cứ coi như tôi chưa từng nói kiều tín mạnh nhún vai hoàn do dự một chút chuẩn bị để cho lâm thần y ra tay rốt cuộc anh vẫn cho rằng kiều tín mạnh hơi vô lý tuy nhiên vừa định nói một người trong liên minh thương mại ở bên cạnh đột nhiên hạ giọng nói quản lý an kiều tín mạnh này tự tin như vậy có lẽ sẽ có cách chữa khỏi bệnh cho ông dịch nếu như để cho lâm thần y điều trị anh ấy chỉ có thể điều trị các triệu chứng thay vì trị các nguyên nhân gốc rễ anh biết đấy, ông Dịch đã từng mời bác sĩ Kiều đến chữa bệnh tại hội nghị, nhưng anh ấy không thể chữa khỏi. Mặc dù lâm thần y này nổi tiếng, y thuật của anh ta làm sao có thể so sánh với bác sĩ Kiều được chứ? Để anh ta chữa trị, như vậy là rất mạo hiểm. Đúng vậy, quản lý An, bây giờ Bạch Họa Thủy, cô ta phụ trách tất cả công việc từ lớn đến bé của Hiệp hội Thương mại. Bữa tiệc này là do cô ta tổ chức, nếu dịch minh thiên ở đây có xảy ra chuyện gì một khi sự việc lộ ra e rằng sẽ gây ra dư luận rất lớn e rằng lúc đó sẽ bất lợi cho anh một thành viên liên minh thương mại khác thì thào thuyết phục hoa an nghe vậy thì liền im lặng sau một hồi suy nghĩ anh ta mới gật đầu anh nói đúng nếu như đã vậy tôi sẽ để cho kiều tín mạnh thử xem nói xong còn nháy mắt với người bên cạnh người bên cạnh biết ý lập tức đi về phía văn lâm Lâm Thần Y, Liên minh thương mại của chúng tôi đã bố trí một phòng trà ở sân ngoại ô phía Nam. Nếu có hứng thú, ngài có thể chuyển đến vùng ngoại ô phía Nam để thưởng thức trà có được không? Uống trà sao? Đó chỉ là cách cớ để đuổi Phan Lâm đi mà thôi. Sao vậy? Như thế này là muốn đuổi tôi đi sao? Phan Lâm đặt ly rượu xuống, nghiêng người nói. Kiều tín mạnh, anh đừng có mà quá đáng. Thái Mạn Yên ở trong góc xem toàn bộ quá trình, đập vỡ cái ly trên bàn, đứng dậy hét lớn. Mạn Yên, chuyện này liên quan gì đến tôi chứ? Là quản lý An mời Lâm Thần Y đi uống trà mà. Kiều Tín Mạnh cười nhẹ, đôi mắt Thái Mạn Yên nhíu lại. Cô ấy không nói thêm lời nào. Hoa An cười nói, Lâm Thần Y, anh đừng hiểu lầm ý của tôi. Là do An này không tiếp đón anh chủ đáo. Chuyện này quá bất ngờ, tôi cũng bất lực. Tôi vô cùng xin lỗi Lần sau tôi tự mình tiếp đón Lâm Thần Y Không cần đâu Phan Lâm đột nhiên đứng dậy bình tĩnh nói Quản lý Hoa Ông mời tôi đến tham gia bữa tiệc này Là ông tôn trọng tôi Tôi tới đây tham dự Là tôi tôn trọng ông Hiện tại ông muốn đuổi tôi đi Sao mà tôi ở lại được chứ Nhưng lần này là ông không tôn trọng tôi trước cho nên lần sau đừng có trách tôi không tôn trọng liên minh thương mại của các ông, hy vọng mọi người về sau nước sông không phạm nước giếng. Nói xong, Phan Lâm phất tay áo đi về phía cổng, Trương Thất Dạ theo sát phía sau. Không ai cản đường, Phan Lâm rời đi, những người đứng phía sau Kiều Tín Mạnh cũng lặng lẽ đi theo. Nhiều khách khứa thấy vậy, ai nấy đều thầm lắc đầu, hiểu được ý đồ của Kiều Tín Mạnh lần này lâm thần y gặp xui xẻo lớn rồi có người thở dài thái mạn yên đương nhiên là cũng nhìn thấy mấy người của nhà họ kiều đã rời đi liền nổi dần đùng đùng lạnh lùng bước tới hỏi kiều tín mạnh người của các người đi làm gì vậy có chút việc phải làm thôi làm việc gì chứ anh định làm gì không phải là muốn giờ trò mưu toan gì với lâm thần y đấy chứ kiều tín mạnh tôi nói cho anh biết anh có thôi làm mấy cái trò vớ vẩn đi không màu gọi bọn họ về đi Thái Mạn Yên tức giận của mắng, Kiều Tín Mạnh cười nói, "Này, Mạn Yên, nhà họ Kiều chúng tôi làm gì cần cô can dự vào chứ. Cô lại chẳng phải là người nhà họ Kiều chúng tôi, vì vậy cô càng không có quyền để can dự vào chuyện này chuyện kia." "Anh đang nói cái gì vậy? Không phải là đang xem thường tôi đấy chứ?" Thái Mạn Yên tức giận đùng đùng, Kiều Tín Mạnh cười cười và nhún nhún vai, "Không, tôi làm gì có ý đó." Nhưng mà tôi thấy cô rất quan tâm đến nhà họ Kiều. Như vậy đi, Mạn Yên. Tôi dạy cô cách này. Có thể làm cô công khai hỏi mọi chuyện của nhà họ Kiều chúng tôi đây. Cách gì chứ? Đơn giản thôi. Cô gả cho nhà họ Kiều chúng tôi đi. Trở thành người của nhà họ. Khách khứa xung quanh phá lên cười. Mạn Yên cực kỳ vẫn nộ. Mặt lạnh như băng. Nhưng cuối cùng cô ta kiềm chế được bình tĩnh và khẽ gật đầu. Được lắm. Hay cho anh Kiều Tín Mạnh, chuyện này chưa xong đâu." Nói xong, cô ta liền quay đầu bỏ đi. Kiều Tín Mạnh liếc mắt nhìn Thái Mạn Yên, nhếch mép, "Trông khá là đắc ý. Con đàn bà điên, nếu không phải vì chút quyền lực của nhà họ Thái thì ông đây chẳng thèm để ý đến cô đâu." Kiều Tín Mạnh lẩm bẩm, "Kiều công tử, chúng ta có thể tiến hành chữa trị cho ông dịch đúng không? Nếu như cứ không chữa thì e rằng sẽ bỏ lỡ mất thời gian tốt nhất để chữa bệnh đây." lúc này hoa an bước tới được chữa chữa chứ chữa bệnh cứu người là việc cấp bách mà kiều tín mạnh bật cười lập tức quay người đi về phía chiếc ghế sofa bên cạnh dịch minh thiền được đặt nằm trên ghế sofa và sau đó đã ấn cầm của ông ta xuống để ngăn cho ông ta co giật mà cắn lưỡi kiều tín mạnh không thèm nhìn nháy mắt với người bên cạnh người bên cạnh liền hiểu ý lập tức lấy một chiếc hộp gỗ tinh xảo đưa cho kiều tín mạnh Kiều tín mạnh mở hộp gỗ ra và phát hiện bên trong có rất nhiều chai chai lọ lọ. Anh ta ngẫu nhiên lấy ra một lọ, đổ một viên thuốc ra và nhét vào miệng của Dịch Minh Thiên. Trong nháy mắt, người của Dịch Minh Thiên bỗng nhiên co giật, sau đó nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ. Ấy, không co giật nữa kìa. Ông ấy như thế là ổn rồi chứ? Trời ạ, à, đúng là thần y mà, không thể tin được, không thể tin được mà. Mọi người ai nấy đều kinh ngạc. Một viên thuốc nhỏ mà có thể khiến cho Dịch Minh Thiên hồi phục như trước sao? Điều này thật thần kỳ mà. Cậu chủ Kiều, vậy như vậy không sao rồi có đúng không? Hoàn sững sờ, không nhịn được liền mở miệng nói, "Đúng vậy, ông dịch đã bình an vô sự rồi, hơn nữa tôi đảm bảo người ông ấy sẽ không có bệnh gì nữa đâu." Kiều Tín Mạnh cười nói, khi mọi người nghe thấy anh ta nói vậy tất cả đều không tin một viên thuốc nhỏ xíu có thể chữa khỏi bệnh cho ông dịch sao có thể thần kỳ vậy sao đây là thuốc gì vậy chứ tiên dược sao có vị khách không tin được liền nói nó không phải là tiên dược mà còn tốt hơn hẳn tiên dược đấy kiều tín mạnh cười nói hoàn cũng trả lời cử người đi kiểm tra xem được mọi thành viên trong liên minh thương mại có hiểu chút y thuật lập tức ngay lập tức bước tới nhưng vào lúc này dịch minh thiên người đang nằm trên sofa liền mở mắt ấy 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 tỉnh rồi tỉnh rồi có người hét lên tất cả mọi người xung quanh liền xúm lại ông dịch ông thấy thế nào rồi đã đỡ hơn chút nào chưa còn có chỗ nào khó chịu không những người xung quanh lần lượt ân cần hỏi han dịch minh thiên hơi sững sờ đưa mắt nhìn xung quanh sau đó nói xảy ra chuyện gì sao ông dịch Ông không biết gì sao? Vừa rồi bệnh cũ của ông tái phát và cậu Kiều Tín Mạnh đã chữa khỏi cho ông đây." Một người trong số họ giải thích. "Lại tái phát bệnh cũ sao? Sao tôi không cảm nhận được chút gì hết vậy? Hơn nữa toàn thân tôi bây giờ cảm thấy rất khỏe khoắn, tràn trề sức lực. Chưa bao giờ tôi cảm thấy thoải mái như lúc này, sao mà tôi lại phát bệnh được chứ?" Dịch Minh Thiên rất ngạc nhiên. "Sao? Ông dịch, ông cảm thấy tình hình sức khỏe rất tốt sao?" Hoàn đi tới hỏi. Tất nhiên rồi, tôi cảm thấy bây giờ tôi có thể một đấm giết một con bò đấy. Dịch Minh Thiền nói, mọi người tại đó xôn xao hết cả lên và tất cả đều đồ dồn ánh mắt ngưỡng mộ về phía Kiều Tín Mạnh. Đúng là thần y mà, một viên thuốc mà làm ông Dịch hồi phục. Thần thể bây giờ lại như một người đàn ông khỏe mạnh nữa, lợi hại quá. Chẳng trách Kiều Công Tử tự tin như vậy. Với y thuật như thế, làm sao có thể không hơn Lâm Thần Y được chứ? nhà họ kiều quả là có nhân tài xuất chúng mà thật là lợi hại các quan khách đều giơ ngón tay cái lên khen ngợi hoa an cũng cười tay cầm ly rượu lên nói nào 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 để chúng tôi mời kiều thần y một ly mời kiều thần y các quan khách cũng nâng ly khách khí khách khí quá kiều tín mạnh cười nâng ly và uống cạn tuy nhiên mọi người vừa uống một ly thì này Dịch Minh Thiên đột nhiên ôm bụng và nôn ra một ngụm máu lớn. Những người xung quanh sợ hãi hét lên và vội vàng lùi lại. Sau đó Dịch Minh Thiên lăn khỏi ghế sofa, thân thể già nua lại co giật, miệng không ngừng nôn ra máu, mắt trợn trắng. Gì vậy chứ? Như này, như thế này là sao đây? Các vị khách chố mắt kinh ngạc. Kiểu công tử, chuyện này... Sắc mặt của Hoa An trùng xuống, vội vàng hỏi. Đừng lo lắng, đừng lo lắng. Có thể là do thuốc chưa đạt hết công dụng thôi. Mồ hôi của Kiều Tín Mạnh chảy đầm đìa, nhanh chóng lấy ra một viên thuốc khác từ chiếc hộp gỗ bên cạnh và nhét vào miệng của Dịch Minh Thiên. Không ngờ lại ngột ngạt như thế này. Dịch Minh Thiên hét thảm lên một tiếng, sau đó nghiêng người và ngã xuống đất, không động đậy nữa. Mọi người sợ đến thót tim. Ông Dịch, ông Dịch! Hòa An lo lắng hét lên, nhưng Dịch Minh Thiên không có phản ứng gì cả. Ông ta dường như ý thức được điều gì đó, đưa tay ra cẩn thận, đặt ở trên mũi của dịch minh thiên. Một lát sau đó lại áp tay lên ngực của dịch minh thiên. Sau một lúc, sắc mặt của Hoa An tái mét, đầy vẻ hoài nghi, đột ngột đứng lên. Ông ấy chết rồi. Bốn chữ đơn giản từ miệng của Hoa An nói ra. Kiều tín mạnh lùi lại, suýt nữa thì không thể đứng vững. Những người khách xung quanh náo loạn, nhìn kiều tín mạnh, chầm chầm vì thần y họ kiều này vậy mà lại làm cho ông ấy chết rồi sao đây là người của liên minh thương mại nữa chứ ở đây lại là địa bàn của liên minh thương mại kiều tín mạnh nên giải thích như thế nào bây giờ không thể nào tuyệt đối không thể thuốc này của tôi nhưng là thuốc chữa bách bệnh có thể chữa khỏi tất cả mọi ngay cả khi người chết uống nó thì cũng có thể sống lại ông ta ông ta làm sao lại có thể chết được chứ tuyệt đối không thể nhất định đã xảy ra sơ suất ở đâu đó rồi môi của kiều tín mạnh run lầy bầy anh ta vội vàng hét lên kiều công tử bây giờ nói gì thì cũng đã muộn người đã chết rồi nhà họ kiều các cậu có phải là nên cho liên minh thương mại chúng tôi một lời giải thích rõ ràng không người của liên minh thương mại giận dữ hét lên chuyện này chuyện này kiều tín mạnh run đến mức không biết phải nói gì mọi người nhìn thấy bộ dạng sự bất lực của kiều tín mạnh họ liền biết rằng tên này vốn dĩ chẳng hiểu gì về y thuật quả mọi thứ đều dựa vào thứ thuốc đó cả hoàn bình tĩnh lại nghiêm nghị nói việc của kiều tín mạnh quan trọng nhất trước mắt là phải lo chuyện của dịch minh thiên đã người đâu lập tức tìm lâm thần y đến đây bây giờ chỉ có thể trông chờ xem lâm thần y có cách nào xoay chuyển tình thế không thôi Lệnh của Hoa An được thực thi, dù tim ngừng đập nhưng dịch minh thiên đã nhanh chóng được truyền đến đội ngũ y tế để cấp cứu bằng phương pháp hồi cứu tim. Khách sạn này thuộc Liên minh Thương mại và đạt tiêu chuẩn bày sao, tất cả các thiết bị y tế trong khách sạn đều là các thiết bị hỗ trợ, thậm chí là đội ngũ y tế hùng hậu đã được bố trí để bảo vệ tính mạng cho khách khứa của khách sạn. Còn về phần Phan Lâm, ông đã đặc biệt phái cả một đám cao thủ của Liên minh Thương mại đi mời rồi. Tuy nhiên, người bên cạnh vẫn khá lo lắng, trầm giọng nói. Quản lý An, tôi nghĩ ông nên đích thân đi mời Lâm Thần Y thì hơn. Tại sao chứ? Hoa An sừng sốt. Ông hy vọng rằng Lâm Thần Y sẽ cứu sống dịch minh thiên, thay đổi tình thế để không làm mọi thứ tồi tệ hơn và ảnh hưởng đến uy tín của ông. Nhưng vừa rồi, ông đã đuổi Lâm Thần Y đi trước mặt của mọi người, làm cho Lâm Thần Y tức giận, để sợ là đã đắc tội với cậu ta chưa chắc đã tới đây đâu nếu ông không đích thân đi chắc chắn là không mời được cậu ta đến đâu hoàn nghe vậy thì liền cười gật đầu cũng có lý nếu đã như vậy vậy thì tôi đích thân đi một chuyến vậy các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 258 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở rể tác giả không say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh chuyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ chuyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ chuyện tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.